Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học một phần mới, đó là hiện tượng quang điện. Đây là hiện tượng quang điện ngoài. Thầy tóm tắt lý thuyết như sau: hiện tượng quang điện ngoài nó xảy ra khi nào? Khi chiếu ánh sáng thích hợp có bước sóng lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Trong đó lambda không gọi là giới hạn quang điện bằng hc chia cho a. A là công thoát của kim loại hay là của cathode tế bào quang điện. Ví dụ 1 là công thoát của electron khi bứt ra khỏi kim loại, A bằng 1,88 electron volt. Người ta cho H, cho C, hãy xác định giới hạn quang điện của kim loại. Ví dụ 1 này là đề thi đại học năm 2007 và đề thi của năm 2011. Như vậy ví dụ 1 là của 2 năm đã thi đại học rồi. Bây giờ thầy sẽ trình bày cái bài này như sau. Theo công thức Einstein á, thì chúng ta có HF bằng công thoát cộng động năng ban đầu cực đại. Để hiện tượng quang điện xảy ra có nghĩa là khi chiếu ánh sáng vào thì các electron nó bứt ra khỏi bề mặt kim loại. Như vậy điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện khi HF lớn hơn hoặc bằng A, HF thì bằng C chia cho lambda. Như vậy chúng ta có HC chia cho lambda lớn hơn hoặc bằng A. Rút ra lambda nhỏ hơn hoặc bằng HC chia cho A. Đạt HC chia cho A bằng lambda không. Vậy chúng ta có công thức thầy đã trình bày trong phần tóm tắt lý thuyết. Và các bạn phải nhớ công thức này để khi giải trắc nghiệm thì giải cho nhanh. Thế bây giờ chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ tìm ra được lambda không. Lambda không bằng HC chia cho A. H bằng 6,625 10 mũ trừ 34 joule giây hệ SI. C là 3 nhân 10 mũ 8 mét giây vận tốc của ánh sáng trong chân không hoặc trong không khí. A người ta cho electron volt 1,88 electron volt. Thì các bạn phải đổi ra hệ SI 1,88 electron volt. Electron là bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb nhân với volt. Electron volt có đơn vị là coulomb nhân với volt thì là joule. Sau khi chúng ta giản ước thì sẽ có lambda không bằng 0,66 micromet. Lambda không là kết quả của ví dụ thứ nhất thầy đã trình bày xong. Như vậy ví dụ 1 là đề thi của đại học năm 2007 và 2011, các bạn lưu ý. Tiếp tục là ví dụ thứ hai: chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 micromet đến 0,76 micromet vào cathode tế bào quang điện. Cho biết công thoát của cathode A bằng 2,07 electron volt. Như vậy khi chiếu ánh sáng trắng thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra trong dải bước sóng nào? Bây giờ chúng ta sẽ giải bài này. Ví dụ 1 thầy đã trình bày cụ thể công thức, cho nên trong bài này chúng ta chỉ theo công thức thầy đã trình bày trong phần tóm tắt lý thuyết
là theo công thức lambda không bằng hc chia cho a. Thay số vào thì lambda không sẽ bằng 6,625 10^10 trừ 34 joule giây nhân với vận tốc ánh sáng trong chân không 3 × 10^8 mét giây. Tất cả chia cho công thoát bằng 2,07 electron volt, 1 electron volt bằng 1,6 × 10^-79 joule. Sau khi tính toán, chúng ta có lambda không bằng 0,6 micromet. Các bạn nhớ lại điều kiện quang điện xảy ra. Khi lambda nhỏ hơn lambda không, so sánh với ánh sáng trắng là từ 0,38 micromet cho đến 0,76. Như vậy các bạn sẽ đưa ra kết luận, vậy hiện tượng quang điện xảy ra. Trong khoảng bước sóng, từ 0,38 micromet đến 0,6 micromet. Ví dụ thứ hai, thầy đã trình bày xong. Tiếp tục là ví dụ thứ ba, đây là đề thi tuyển sinh đại học năm 2009 cho công thoát của kim loại A bằng 7,64 nhân 10^-19 joule. Diễu lần lượt các bức xạ lambda 1 bằng 0,18 micromet, lambda 2 bằng 0,21 micromet và lambda 3 bằng 0,35 micromet vào kim loại trên. Cho H bằng 6,625 nhân 10^-34 joule giây, C bằng 3 × 10^8 mét giây. Những bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện? Như vậy đây là đề 2009, người ta cho 3 bức xạ lambda 1, lambda 2 và lambda 3. Còn đề thi đại học năm 2010 thì người ta lại cho 4 bức xạ. Như vậy giải hai cái bài tập đề 2009 và đề 2010 nó tương tự như nhau. Bây giờ thầy sẽ giải cái bài ví dụ của đề 2009. Để biết hiện tượng quang điện xảy ra hay không thì chúng ta phải tìm giới hạn quang điện. Như vậy theo công thức lambda không bằng hc chia cho a. Các bạn thay số vào thì chúng ta có lambda không bằng 6,625 10^-34 joule giây nhân với 3 × 10^8 mét giây. Công thoát bằng 7,64 nhân 10^-19 joule. Như vậy chúng ta có lambda không bằng 0,26 nhân 10^-6 mét hay bằng 0,26 micromet. Bây giờ dựa vào bài ra thì chúng ta thấy lambda 1 là nhỏ hơn lambda 0, lambda 2 cũng nhỏ hơn lambda 0. Như vậy hiện tượng quang điện xảy ra chỉ đối với lambda 1 và lambda 2, còn lambda 3 vì nó lớn hơn lambda 0 cho nên không xảy ra. Như vậy hiện tượng quang điện xảy ra khi lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0 thì dựa vào đề bài thì chúng ta thấy vậy chỉ có lambda 1 và lambda 2 gây ra được hiện tượng quang điện.
Ví dụ thứ ba thầy đã trình bày sắp. Tiếp tục thầy trình bày ví dụ thứ tư. Đây là đề thi năm 2012. Biết công thoát của canxi, của kali, của bạc và của đồng lần lượt là 2,89 electron volt, 2,26 electron volt, 4,78 electron volt và 4,14. Hiện tượng quang điện không xảy ra với kim loại nào khi chiếu bức xạ có bức sóng 0,33 micromet? Như vậy thầy trình bày bài này như sau. Theo công thức lambda 0 bằng hc chia cho lambda chia cho a, lần lượt chúng ta tìm giới hạn quang điện của canxi. Như vậy lambda 0 của canxi sẽ bằng 6,625 nhân 10^-34 joule giây, nhân cho C bằng 3 × 10^8 mét giây, chia cho công thoát của canxi là 2,89 nhân 1,6 10^-19 rút. Sau khi tính toán thì chúng ta có lambda 0 của canxi bằng 0,43 micromet. Tương tự chúng ta tính cho lambda 0 của kali bằng 6,625 10^-34 joule giây, 3 × 10^8 mét giây, chia cho 2,26 nhân 1,6 10^-19 rút bằng 0,55. Tương tự chúng ta tìm cho bạc lambda 0 của bạc bằng 6,625 10^-34 joule giây, 3 × 10^8 mét giây, tất cả chia cho 4,78 electron volt, của bạc tính ra được bằng 0,26 micromet. Cuối cùng chúng ta có lambda 0 của đồng bằng 6,625 10^-34 joule giây, 3 × 10^8 mét giây, chia cho 4,14 nhân 1,6 10^-19 joule bằng 0,3 micromet. Như vậy hiện tượng quang điện không xảy ra khi lambda lớn hơn hoặc bằng lambda 0, lớn hơn lambda 0. Ở đây đề của chúng ta lambda bằng 0,33. Như vậy so sánh tất cả các giới hạn quang điện của bốn kim loại thì chúng ta thấy 0,33 lớn hơn của bạc và lớn hơn của đồng. Từ đó suy ra vậy hiện tượng quang điện không xảy ra đối với
bạc và độc. Ví dụ thứ tư thầy đã trình bày xong. Tiếp tục là ví dụ thứ năm, đây là đề thi 2007. Chiếu lần lượt hai bức xạ lambda 1 bằng 0,26 micromet và lambda 2 bằng 1,2 lambda 1 vào cathode tế bào quang điện, thì các quang electron bứt ra và vận tốc ban đầu cực đại của chúng tương ứng là V1 và V2 với V2 bằng 3/4 V1. Giới hạn quang điện của cathode bằng bao nhiêu? Thầy giải bài này như sau. Theo công thức HC chia cho lambda bằng A cộng MV bình phương trên 2. Từ đó chúng ta rút ra V bằng căn bậc 2 của 2HC chia cho lambda 2HC, thầy xin lỗi, chia cho lambda trừ A tất cả chia cho M. Đối với lambda 1 thì chúng ta có V1 bằng căn bậc 2 của 2HC lambda 1 trừ A chia cho M1 M, và vận tốc của lambda 2 bằng căn bậc 2 của 2HC lambda 2 ngoặc đơn trừ A chia cho M. Chúng ta chia V1 cho V2 thì bằng căn bậc 2 của HC lambda 1 trừ A chia cho HC lambda 2 trừ A căn bậc 2. Đầu bài đã cho chúng ta là V2 bằng 3V1. Như vậy V1 trên V2 là bằng 4/3. Bình phương 2V thì chúng ta có 9HC lambda 1 trừ A bằng 16HC lambda 2 trừ A, hay là bằng HC lambda 1 trừ A 16/9 HC lambda 2, lambda 2 bằng 1/2 lambda 1, 1,2 lambda 1 thay vào, bằng HC lambda 1 trừ A bằng 16/9 nhân với HC 1,2 lambda 1 trừ 16/9 A. Như vậy chúng ta chuyển vế thì có HC lambda 1 ở đây H, thầy xin lỗi một chút, chuyển vế chúng ta có 16 chia cho 9 HC chia cho 1,2 lambda 1 trừ đi HC lambda 1 thì bằng 16 trừ đi 9 là bằng 7
phần 9 A hay bằng 7 phần 9 HC chia cho lambda 0, rút ra lambda 0 bằng 7 lambda 1 chia cho 16 nhân với 9 chia cho 9 nhân 1,2 trừ 1, thay lambda 1 bằng 0,26 vào thì chúng ta sẽ có lambda 0 bằng 0,42 micromet. Đây là đáp số của ví dụ thứ 5 thầy đã trình bày xong. Tiếp tục ví dụ thứ 6, chiếu lần lượt hai bức xạ lambda 1 bằng 350 nanomet và lambda 2 bằng 450 nanomet vào cathode tế bào quang điện, thì các quang electron bứt ra và vận tốc ban đầu cực đại của chúng khác nhau hai lần. Xác định giới hạn quang điện của cathode. Bài này thầy giảng như sau. Theo công thức HC chia cho lambda bằng A cộng MV bình trên 2, V là V ban đầu cực đại. Thế ở đây là H, C, A và M là hằng số, dẫn đến lambda nhỏ thì V lớn và ngược lại. Từ đó các bạn luận lambda 1 là nhỏ hơn lambda 2. Theo giả thiết lambda 1 nhỏ hơn lambda 2, suy ra V1 phải lớn hơn V2, mà người ta cho vận tốc của chúng khác nhau hai lần, nghĩa là V1 bằng 2V2. Hai V1 chia cho V2 bằng 2, thay vào V1 thì bằng căn bậc 2 của 2 HC chia cho lambda 1 trừ A, tất cả chia cho khối lượng M của electron, chia cho căn bậc 2 của 2 HC lambda 2 trừ A, tất cả chia cho M bằng 2. Sau khi các bạn giản ước thì bình phương lên thì chúng ta có HC trừ lambda 1 chia cho lambda 1 trừ A trên HC chia cho lambda 2 trừ A bằng 4. Nhân lên HC chia cho lambda 1 trừ A bằng 4 HC chia cho lambda 2 trừ 4A. Chuyển vế 3A bằng HC 4 chia cho lambda 2 trừ 1 chia cho lambda 1. Các bạn thay A là bằng HC lambda 0 bằng HC 4 chia cho lambda 2 trừ 1 chia cho lambda 1. Giảm ước HC, chúng ta có lambda 0 bằng 3 chia cho 4 chia cho lambda 1, 1 trên lambda 4 chia cho lambda 2 trừ 1 chia cho lambda 1, thay lambda 1 và lambda 2 vào thì chúng ta sẽ có kết quả bằng 497 nanomet. Vậy giới hạn quang điện của cathode làm tế bào quang điện
là bằng 497 nanomet. Thầy đã giải xong bài này.